Xin kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Của Mỹ ở Biển Đông để thử uy sức mạnh thách thức Hoa Kỳ. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc đưa tin, Biển Đông đang hết sức căng thẳng khi trong mấy ngày vừa qua quân đội của Mỹ và Trung Quốc liên tục đụng độ nhau, hải quân không quân của hai nước liên tục ăn miếng trả miếng để trả thù việc không quân của Mỹ dội bom lên tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã ngay lập tức điều động rất nhiều tàu chiến mang tên lửa và máy bay chiến đấu tiến ra Biển Đông để phóng hỏa bắn rơi 7 máy bay không người lái của không quân Mỹ. Theo một vị tướng giấu tên trong quân đội của Bắc Kinh, cho rằng hải quân và không quân của chúng tôi nghe tin ở ngoài Biển Đông đang có 20 máy bay của không quân Mỹ đang càn quét, phong tỏa, bao vây và cho dội bom lên tàu sân bay mới nhất của chúng tôi. Nhận được tin này, chúng tôi rất giận dữ và quyết tâm phải khai hỏa. Đáp trả lại phía Mỹ, lực lượng hải quân không quân của chúng tôi đã điều động một lực lượng hùng mạnh nhất từ trước tới nay, gồm 50 tàu chiến chứa tên lửa siêu hạng và pháo cối, cùng 100 máy bay chiến đấu tiến ra Biển Đông nhanh chóng áp sát mục tiêu dàn trận để bắn hạ nhóm máy bay của Mỹ do đội hình hùng mạnh và bài binh bố trận hợp lý. Phía Mỹ đã không kịp trở tay và không quân hải quân của chúng tôi đã tiêu diệt được tổng cộng 7 máy bay, trong đó có 3 máy bay ném bom và 4 máy bay không người lái của Mỹ, buộc Mỹ phải tháo chạy ra khỏi Biển Đông. Thưa quý vị, theo tiết lộ của một vị chỉ huy trong Hải quân của Trung Quốc cho biết, cuộc đánh giáp lá cà đó đã làm cho quân đội của Mỹ choáng váng. Chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát được trận chiến và kết quả chúng tôi đã bắn hạ được 7 máy bay của Mỹ. Đó là một chiến tích tuyệt vời của quân đội chúng tôi. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông Cảnh Sảng cho biết, chúng tôi đã cảnh báo trước cho Bộ Quốc phòng Hải quân Không quân của phía Hoa Kỳ biết từ trước rằng Mỹ cho dừng ngay các hoạt động gây hấn cũng như gây sức ép lên phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông ngay lập tức, nếu không Mỹ sẽ nhận được kết quả đau thương. Tuy nhiên, phía Mỹ đã phớt lờ không nghe những lời cảnh báo của chúng tôi, mà trong thời gian dài vừa qua, quân đội của Mỹ vẫn ngang nhiên điều các tàu khu trục, tuần duyên, tàu sân bay USS, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, tàu chiến mang tên lửa và lính thủy đánh bộ tiến sát vào các hòn đảo nhân tạo của phía chúng tôi để dọa nạt, uy hiếp, hòng phá hủy các hòn đảo nhân tạo mà chúng tôi đang cho xây dựng hợp pháp ở ngoài Biển Đông, cho nên buộc chúng tôi phải ra tay trừng trị Mỹ. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc ông Cảnh Sảng còn nhấn mạnh thêm, đây đúng là lời cảnh báo và lời nhắc nhở đối với Mỹ cũng như những nước nào đó đang có ý định xâm phạm đến lãnh hải, đến lãnh thổ của phía Trung Quốc. Chúng tôi sẽ đáp trả quyết liệt và quân đội của Trung Quốc luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, để đáp trả lại những nước nào có thù địch với Trung Quốc. Ông Cảnh Sảng còn nhắc đi nhắc lại rằng Trung Quốc là nước yêu chuộng hòa bình. Trung Quốc không bao giờ đi xâm chiếm các nước khác. Trung Quốc luôn muốn giữ an ninh cho Biển Đông. Nhưng bất kể ai, bất kỳ nước nào có ý định xâm chiếm hoặc xâm phạm đến ranh giới phân định trên Biển Đông không được sự cho phép của chính quyền Trung Quốc thì tất cả sẽ trả một cái giá cực đắt. Thưa quý vị, cuộc đụng độ căng thẳng xảy ra trên Biển Đông đúng vào thời điểm mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin đang có chuyến công du châu Á mấy ngày vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã thăm và làm việc tại Ấn Độ, Hàn Quốc và ông Lloyd Austin đang dự một cuộc họp cực kỳ quan trọng về Biển Đông với 10 bộ trưởng quốc phòng của các nước Đông Nam Á tại Bangkok, Thái Lan. Theo tờ báo New York Times của Hoa Kỳ cho biết quân đội của Mỹ đang xác định xem có đúng như tờ báo của Trung Quốc đưa tin rằng hải quân không quân của Bắc Kinh đã bắn rơi 7 máy bay của Mỹ hay không. Nhưng theo tiết lộ của một đô đốc thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, mới đây, chúng tôi đã điều động 2 máy bay ném bom và hạ gục tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc do đã có hành vi gây hấn cũng như thách thức hải quân của chúng tôi. Khi chúng tôi điều tàu khu trục đi qua eo biển Đài Loan để tiến vào Biển Đông, thì tàu sân bay của phía Trung Quốc đã lao ra hăm dọa cũng như uy hiếp tàu khu trục của chúng tôi, buộc chúng tôi phải tự bảo vệ. Và hạm đội Thái Bình Dương của chúng tôi đã điều 20 máy bay ném bom cho phá hủy con tàu sân bay mới nhất của phía Trung Quốc. Sau cuộc oanh tạc đó, các tàu chiến và máy bay của Hoa Kỳ đã quay trở về căn cứ quân sự thuộc hạm đội Thái Bình Dương ở một hòn đảo của Nhật Bản trên biển Hoa Đông. Chúng tôi xác nhận rằng không có bất kỳ một máy bay nào bị mất tích hay bị bắn hạ.
Chắc chắn phía Trung Quốc đã đưa tin sai sự thật để đánh lừa địch. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, hiện Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, ông Lloyd Austin, đang có một cuộc gặp kín với người đồng cấp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phụng Hòa ở Bangkok, Thái Lan, bên lề hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN. Theo hãng Reuters đưa tin, Trung Quốc tố ngược Mỹ làm căng thẳng ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc gặp tại Bangkok, Thái Lan vào hôm 25 tháng 8. Phía Bắc Kinh đã yêu cầu phía Mỹ ngừng ngay phô trương sức mạnh ở Biển Đông. Theo hãng ABC News cho biết, trong bài phát biểu trước báo giới tại Bangkok, Thái Lan, sáng ngày 25 tháng 8, người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã bày tỏ quan điểm mong muốn Mỹ sẽ chấm dứt những động thái mà họ gọi là những hành vi khiêu khích ở Biển Đông. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa đã kêu gọi người đồng cấp Mỹ ngừng phô trương sức mạnh tại Biển Đông, không nên khiêu khích và làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Theo thông tin báo giới, khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa gặp người đồng cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin bên lề hội nghị Bộ trưởng cấp cao ASEAN mở rộng, gọi tắt là ADM+, nghĩa là gồm 10 Bộ trưởng Quốc phòng khối ASEAN và 2 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cùng Trung Quốc tham dự hội nghị đang diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan thời gian qua, phía Washington đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo và cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa trên Biển Đông. Trung Quốc đã gây ra một loạt những hành động gây căng thẳng trên Biển Đông khi điều một nhóm tàu để bảo vệ con tàu hải dương địa chấn 9 xâm phạm đến vùng biển của các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là xâm phạm đến vùng biển của Philippines, Malaysia và Brunei. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin phát biểu quan điểm rằng Bắc Kinh đã tăng cường việc cưỡng ép cũng như hăm dọa bắt nạt để xúc tiến các mục tiêu chiến lược của họ nhằm tham vọng độc chiếm Biển Đông. Phát biểu tại hội nghị các bộ trưởng khối ASEAN tại Bangkok, Thái Lan, ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thẳng thắn khẳng định Trung Quốc là nguyên nhân chính gây ra căng thẳng ở Biển Đông trong thời gian vừa qua và yêu cầu phía Trung Quốc ngừng ngay những hành động gây hấn cũng như bành trướng bắt nạt ở ngoài Biển Đông ngay lập tức, nếu không các nước sẽ bắt tay nhau để trừng trị phía Trung Quốc. Ngay sau bài phát biểu của ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, thì ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã phản bác ý kiến của ông Lloyd Austin và ông Ngụy Phượng Hòa còn tố ngược chính Mỹ là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua, chứ không phải là Trung Quốc, ông Hòa nhấn mạnh. Phía Mỹ liên tiếp điều các tàu sân bay, tàu khu trục, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và lính thủy đánh bộ tiến vào Biển Đông, tiến sát vào các đảo nhân tạo được xây dựng hợp pháp của chúng tôi ở ngoài Biển Đông để thị uy sức mạnh cũng như uy hiếp phía Trung Quốc. Nhân đây, chúng tôi cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ trong thời gian tới cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi ngoài Biển Đông để trả lại cho Biển Đông êm đềm như nó vốn đã từng có. Cũng trong buổi gặp giữa hai Bộ trưởng Mỹ và Trung Quốc, Bộ trưởng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa yêu cầu Mỹ không nên can thiệp vào vấn đề Đài Loan và vấn đề Hồng Kông. Đài Loan và Hồng Kông sẽ để tự cho phía Trung Quốc giải quyết và phía Mỹ không nên nhúng tay vào, nếu không sẽ làm cho tình hình càng thêm phức tạp và căng thẳng thêm. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, ngoài Biển Đông, quân đội và hải quân của Trung Quốc liên tục có những cuộc đụng độ, xô xát và căng thẳng với cả hải quân cũng như quân đội của Hoa Kỳ. Còn trên mặt trận báo chí thì hai bên bộ trưởng của Mỹ và Trung Quốc liên tục gay gắt với nhau bằng những lời lẽ đanh thép và không bên nào chịu nhường bên nào. Chắc chắn trong thời gian tới, Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng. Bởi vì trong một cuộc họp kín quan trọng diễn ra tại Bangkok, Thái Lan giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa, hai bên vẫn chưa tìm ra một phương án tích cực cho Biển Đông và chắc chắn nó sẽ còn rất phức tạp và khôn lường trong thời gian sắp tới. Và các diễn biến liên quan từ biển chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị vào các bản tin tiếp theo. Còn chương trình hôm nay, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tí Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.